mẹ lại được nâng lên theo một tầm ý nghĩa mới. Nó không còn được định nghĩa một cách khô khan chỉ là ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm như rồi nhiều bạn. Khi ta chập chững từng bước đi, khi té ngã ta khóc, mẹ là dịu dàng đi ở giúp mẹ. Bà Anna Jarvis, đó là một người Who knows?
Bạn giới trẻ và đặc biệt là những người mẹ đang hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay. Các bạn biết không, chương trình cà phê chuyên đề của giới trẻ giáo xứ Tân Hương đã trải qua được 15 số và đã đón nhận được rất nhiều những tình cảm yêu thương từ các bạn tham dự viên, đặc biệt là các bạn giới trẻ. Và để đáp lại những tình cảm yêu thương đó, buổi cà phê chuyên đề số 16 lần này sẽ là một buổi cà phê chuyên đề đặc biệt. Thông qua đó, giới trẻ giáo xứ Tân Hương muốn mang lại cho các bạn những gợi nhớ và những cảm xúc sâu sắc về tình cảm thiêng liêng nhất của đời người. Đó chính là tình mẫu tử. Các bạn biết không, khi nói về tình mẹ, nhà văn người Anh Agatha Christie đã ví tình mẹ như một tình cảm rất mạnh mẽ. Nó có thể tiêu diệt mọi thứ cản đường yêu thương. Còn đối với nhà tâm lý học người Đức Erich Fromm, thì ông đã ví người mẹ như một tình cảm với rất nhiều sự yên bình. Ở đó, bạn không cần phải nỗ lực để đạt được, mà bạn cũng không cần bạn phải xứng đáng. Và trong tháng 5 này, bên cạnh việc chúng ta hướng về người mẹ thân yêu của mình, thì Hội Thánh còn dành trọn tháng 5 để gợi nhớ chúng ta về người mẹ chung của cả nhân loại, đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Và ngày của mẹ lại được nâng lên thêm một tầm ý nghĩa mới. Nó không còn được định nghĩa một cách khô khan chỉ là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 như nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ nữa. Mà giờ đây, ngày của mẹ đã trở thành ngày mà tình mẫu tử được tôn vinh và để mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta luôn được yêu thương và che chở bởi những người mẹ. Dọc tháng năm tuổi thơ, chúng ta cứ nhớ mãi câu ca trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon, trời giá rét cũng vòng tay mẹ, ủ ấm con. Lắm lúc con của mẹ còn ê a những ca từ mượt mà lắng sâu ấy, lẫn trong tiếng cợt đùa vô cảm. Để đến một ngày ta mới biết đôi bàn tay gầy gầy xương xương hàng đêm xoa dọc lưng ta đó thô sáp hụt hao nhưng lại êm dịu và bao la biết bao. Khi ta sinh ra đời, mẹ đã ôm ta vào lòng, nâng niu ta, cho ta bầu sữa ngọt lành. Rồi khi ta chập chững từng bước đi, khi té ngã ta khóc, mẹ lại dịu dàng nâng đỡ, giúp ta vững bước trên đường đời. Khi những sóng gió chực chờ quật ngã mẹ, mẹ vẫn kiên cường đứng lên để mang ước mơ về cuộc sống tươi đẹp của chúng ta bay xa hơn. Từ bàn tay mẹ mà ta lớn khôn, bàn tay ấy luôn thân phức tình mẫu tử, là mảnh đất quá đổi yên bình. Với những người con, giây phút hạnh phúc nhất chính là lúc được ngủ khì trong vòng tay mẹ.
Giấc mơ khi đó thật trong trẻo, không gợn màu toan tính, đến nay vẫn theo ta, khiến ta thảng thốt giật mình mỗi lần đau đáu nhớ quê. Để rồi bên dòng đời còn mất đua ganh, ta vẫn thèm khát đôi tay mẹ cận kề. Và lỡ có một ngày ta sơ sẩy bước chân hoang, trắng canh bạc đời ôm vết thương lòng nhức nhối, bàn tay mẹ rưng rưng truyền lửa nồng, ấp con tim non cho ta an hòa câu hát bình nhiên thanh thản. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, hơn cả bản thân ta, hơn cả người mà chúng ta sẽ yêu sau này. Khi nghĩ về mẹ, có biết bao ký ức chợt ùa về, không biết phải sắp xếp thế nào để đẹp đẽ, để tròn vẹn nhất. Nhưng ai ai trong chúng ta cũng muốn giữ mãi những kỷ niệm đó cho con bây giờ, cho con mai sau. Trong đời, chúng ta đã gặp biết bao bà mẹ tảo tần nơi chúng ta từng đi qua, và cả chốn chúng ta đang tạm dừng, có đôi tay đẹp tựa tay mẹ. Đó là những bàn tay lọ mọ trong mùa sương, ngắt mấy bó rau cho kịp chở sớm. Những bàn tay của đôi quan cánh trở về nhà buổi chiều tối. Những bàn tay lành lặn, những bàn tay thương tích, những bàn tay lấp lánh vết chai diệu kỳ. Bàn tay mẹ cứ thế hư hao, mỏng manh hơn, lõm hụt hơn, chai cứng hơn. Lòng bàn tay thời thiếu nữ hồng hào, mềm mại là thế, giờ chỉ một màu vàng nâu héo hắt vì gánh nặng áo cơm, bụi trần. Mà mỗi lần nắm lấy, ta lại thót ruột, thót gan. Vậy mà, điều chúng ta làm được cho mẹ dường như mới chỉ dừng lại ở cái giật mình xoa xuýt ấy. Có nhiều người vẫn hay nói đùa rằng mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Nhưng chính những điều vô lý về mẹ ấy lại trở thành những điều có lý nhất trên đời đối với mỗi chúng ta. Con nghe mùa chảy tràn trong nét cười mãn nguyện, mũi cháu con xung vầy, những nếp nhăn già nua rụng vào câu thơ con, niềm vui chợt vỡ, ấm như lòng mẹ bao dung. Bàn tay cân cuốc nở mùa xuân, trăm hoa ngát hương từ bàn tay mẹ. Trên đường
từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên. Đầu đi lớp mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ, tiếng mẹ quê nhà hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đi lớp dần dần con quên bạn bè thầy cô yêu. Vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu con biết không, mẹ yêu con biết bao. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Mẹ vẫn vui.
ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ôm trong giấc mộng như bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên xa mẹ. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến. Các bạn đã thấy, những bài hát về mẹ luôn chứa đựng những thông điệp trang chứa tình cảm. Và đôi khi, những thông điệp ấy không chỉ được thể hiện qua những ngôn từ mà còn được mang lại cho chúng ta bởi những giai điệu trang chứa tình cảm. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với những giai điệu tuyệt vời như thế qua tiếp mục Giấc mơ về mẹ với sự trở lại của các bạn sinh động viên giới trẻ giáo xứ Tân Hương. Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với I'm
về đôi bàn tay mẹ, thì sĩ Mạc Phương Đình đã có những dòng tâm sự như thế này. Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ, tay nâng bầu sữa cho con bú, tay dắt con qua những dại khờ. Thật vậy, đối với mỗi người con thì khoảnh khắc khi được bàn tay mẹ nâng niu, che chở và vuốt ve sẽ luôn là những giây phút ta chạm được đến tận cùng của niềm hạnh phúc khi có mẹ yêu thương và che chở. Và ngay sau đây, xin mời các bạn chúng ta cùng đến với buổi cà phê chuyên đề số 16 chào mừng ngày của mẹ với chủ đề bàn tay mẹ. Chương trình sẽ đưa các bạn tham dự viên vào những cung bậc sâu sắc nhất của tình mẫu tử thông qua phần chia sẻ đầy lắng động của linh mục Raimundo Maria Trần Hữu Thảo đến từ dòng Đồng Công. Xin các bạn dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Thưa tất cả các bạn, chúng ta hôm nay với chủ đề bàn tay mẹ. Và từ nãy tới giờ chúng ta đã qua rất nhiều tiết mục hào hứng. Và đây là cái phần chính trong buổi tối hôm nay. Chúng ta biết là nếu hỏi tất cả các bạn là nguồn gốc ngày của mẹ, chắc có lẽ chúng ta rất là bỡ ngỡ. Bởi vì chúng ta chỉ nghe loáng thoáng là cái ngày của mẹ mới xuất hiện ở Việt Nam chúng ta trong thời gian mấy năm gần đây. Tất cả anh chị em biết, bà Anna Jarvis đó là một người mà chúng ta gọi là người đã khởi xướng nên cái ngày của mẹ Mother's Day. Và bởi vì bà này là người Công giáo cho nên bà ta học ở trường Công giáo. Rồi một hôm khi bà ta vì hoàn cảnh phải xa nhà, xa mẹ cho nên bà ta rất nhớ mẹ. Bà ta có một cái định hướng là sẽ làm sao vận động cho Quốc hội Mỹ được chọn cái ngày nào đó trong năm để tôn kính các người mẹ. Và ông Tổng thống Woodrow Wilson, Tổng thống đến năm 1914, vị Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ mới công nhận một bản văn chính thức, đó là ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5, đó là ngày của mẹ. Và chúng ta thấy ngày hôm nay có rất nhiều những nước trên thế giới đã chọn ngày này là ngày của mẹ, trong đó kể cả Việt Nam của chúng ta. Tôi đố các bạn biết là từ nào đẹp nhất trong tiếng Anh. Ai biết giơ tay thì tôi sẽ tặng một phần quà. Ai biết? Chữ gì? Chữ gì? Chữ mom, không phải. Nó chỉ là tương đồng thôi, một cái chữ quan trọng trong tiếng Anh. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều đã học tiếng Anh rồi. Chữ gì? No. Nếu mà không ai trả lời được rồi bạn cũng chưa đúng, như vậy là giới trẻ chúng ta mất một phần thưởng. Ai trả lời đúng một giây đồng hồ nữa giơ tay. Không có ai hết, tôi trả lời. Từ đẹp nhất trong tiếng Anh nãy chị trả lời rồi. Rồi, đó là từ mother. À, chúng ta thấy chưa một bạn nào trả lời đúng cái chữ này. Các bạn đã học tiếng Anh rất là quen thuộc với từ này, là từ má, mother. Chúng ta thấy từ chữ mother ở đây, đó là một thứ đẹp nhất. Và trong một cái cuộc người ta gọi là chọn theo cái tính cách là bình chọn, thì trong số 46 quốc gia tập trung lại trong một trường đại học với 7.000 sinh viên, thế thì trong đó có tới 70% chọn chữ mother là cái từ đẹp nhất trong tiếng Anh,
không phải chữ love, không phải chữ mom, nhưng mà đó là chữ mẹ, chữ mother. Và các bạn biết tiếng Việt Nam chúng ta chữ mẹ nó có nhiều nghĩa lắm. Thứ nhất là chữ má, thứ hai là chữ gì? Thứ hai là chữ mạ, rồi. Thứ ba là chữ mẹ, thứ bốn là chữ mế. À, không biết cái miền nào mà nói chữ mế đây, tôi cũng chưa rõ. Rồi chữ mẹ. Và một chữ nữa, tiếp theo nữa, nạ. Chưa hết. Chữ gì? Chữ bầm. À, nghe chữ bầm cũng lạ đấy. Bu. Chữ bu. Và chữ u. Đây là một cái từ rất là lạ mà không biết có bạn nào đã nghe người ta gọi chưa. Đó là chữ đẻ. À, gọi má mình là đẻ, không? Và một chữ nữa cũng rất là dễ thương, đó là chữ cái, gọi má là cái. Và một chữ cuối cùng, chữ cuối cùng chúng ta hay dùng, đó là một từ bằng tiếng Hán. Đố bạn nào biết chữ gì? Chữ gì? Ai nói phải giơ tay, nói chung của tôi không có phần thưởng phát ra các bạn đâu. Chữ gì? Chữ mẫu, đúng rồi. Một lát nữa em này ở lại sẽ trao một phần thưởng, tức là một cây thánh giá vác trong suốt cái mùa phục sinh. Cây thánh giá rất là đẹp, quý, mà nhiều người mơ ước, đó là cái quà mà Chúa gửi cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết trong tiếng nước ngoài thì cũng có nhiều từ ngữ mà người ta nói là tới 49 quốc gia có cái từ ngữ chữ mẹ bắt đầu bằng chữ M. Đó, chúng ta nói thí dụ như tiếng Anh, chữ mother, tiếng Latin, mater, rồi tiếng Pháp, mẹ, tiếp theo nữa, mom, tiếng Anh, rồi mommy, và chữ nữa, mama, vân vân. Đó, chúng ta thấy có nhiều những từ ngữ và bắt đầu bằng chữ M. Việt Nam chúng ta cũng bắt đầu bằng chữ M, chữ mẹ, chữ má. Và thưa các bạn, tình yêu mà người mẹ dành cho con thật là tuyệt vời. Chúng ta không thể nào nói hết, và chúng ta không thể nào lấy bút gì mà ghi lại được những cái tình yêu mà người mẹ dành cho con của mình. Chúng ta xem các loài vật, chúng ta thấy một con vật rất là bình thường, nó không có lý trí như con người, nhưng mà cái tình mẹ của nó chúng ta thấy cũng rất là nổi bật. Chữ mother chúng ta thấy bắt đầu bằng vần M. Million things, tức là hàng triệu những cái điều tốt đẹp mà người mẹ dành cho con cái của mình. Rồi chữ O trong chữ mother, đó là chữ O, là tuổi của mẹ càng ngày càng già đi vì lo cho con cái. Chúng ta thấy từ cái thủa thiếu thời, con không nghe lời mẹ, để mỗi lần mẹ đánh con kêu đau. Tuổi con còn, tuổi còn nhỏ bồng bột chưa suy nghĩ, giờ lớn khôn con biết phải làm gì. Chúng ta thấy ở trong sử Trung Quốc, Hàn Bá Du, đây là một đứa con rất có hiếu với mẹ. Và những lần mà có lỗi thì mẹ thường đánh cái Hàn Bá Du bằng những cái đánh hoặc là cái tát hoặc là cái chiếc roi. Thế rồi một hôm khi mà mẹ đã cao niên rồi, người mẹ đánh Hàn Bá Du, và hôm đó em cảm thấy không đau nữa. Và em nói với mẹ rằng thì là: thưa mẹ, mẹ đánh con không đau bởi vì con biết là sức mẹ đã yếu, cho nên con rất thương cho mẹ. Chúng ta thấy một cái tình yêu thương hiếu thảo của Hàn Bá Du để lại cho chúng ta. Và tiếp theo chữ má, từ chữ thi ở đây, chúng ta có thể nói được là chữ tears, dòng nước mắt chảy xuống đau khổ vì con. Chúng ta thấy hầu như người mẹ nào cũng có những dòng nước mắt dành cho riêng đứa con của mình.
không một người mẹ nào mà không có những dòng nước mắt. Có thể là do những cái dòng nước mắt vui, dòng nước mắt đau khổ, dòng nước mắt buồn vì con. Chữ eight, heart, trái tim người mẹ, đó là biển cả bao la, không có lấy gì chúng ta tả lại và nói về cái trái tim của người mẹ. Đây là một câu chuyện có thật. Trong một cái trận động đất của Nhật cách đây mấy năm, người ta tìm bới ở trong tất cả những cái chỗ đất và những cái mảnh vụn, thì người ta tìm thấy xác của người mẹ đang ôm đứa con, che chở cho đứa con, và đứa con không chết nhưng mà người mẹ chết. Và rồi người ta thấy ở trong cái điện thoại đó một dòng chữ như sau: nếu con có thể sống sót thì hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con. Thưa tất cả các bạn, chúng ta thấy tới giờ chết mà người mẹ còn nhắn nhủ lại cho đứa con của mình một cái câu phải nói rằng hết sức là cảm động và yêu thương. Chữ Y, eyes, ánh mắt của mẹ chan chứa tình yêu. Và một câu chuyện có thật ở đây. Một ngày tại Florida ở bên Hoa Kỳ, đây là một tiểu bang, người ta gọi là tiểu bang du lịch của tất cả những người trên thế giới. Trong lúc trời nóng như vậy thì đứa con của một người mẹ kia xuống nước và bơi. Trong lúc đó thì con cá sấu tiến tới gần và đứa bé hoảng hốt kêu la. Nhưng mà rồi vừa nghe thấy tiếng con kêu như vậy thì người mẹ ở trong nhà chạy ra nhìn thấy con cá sấu, và bà ta vừa hét vừa nói và đuổi bằng được con cá sấu, kéo cái đuôi nó không cho nó ngoạm cái đứa con trai của mình. Và cuối cùng chúng ta thấy đứa em bé này đã bị thương, và cái vết sẹo này là vết sẹo không bao giờ có thể quên được, bởi vì là vết sẹo do người mẹ cứu đứa con. Chữ A, chữ cuối cùng trong chữ mother, đó là chữ right. Mẹ luôn luôn cảm thấy tất cả những điều của mẹ làm luôn luôn là đúng, dù đó là cái lời nói dối. Như chúng ta thấy 8 lời nói dối của người mẹ, tất cả những điều đó đều là cái điều đúng mà người mẹ cho rằng mình làm đúng chứ không bao giờ làm sai. Chính vì thế người mẹ luôn luôn đồng hành với con cái trên mọi nẻo đường. Chúng ta có 9 cái ân đức của người mẹ sau đây. Ân đức thứ nhất, đó là ân đức sinh. Người mẹ phải mang con ở trong bụng mình 9 tháng 10 ngày để con lớn lên. Tất cả các bạn trẻ hầu hết là chúng ta chưa có cái cảm nghiệm nào về cái sự nâng niu, chăm sóc cũng như là giữ gìn cho cái bào thai của con mình trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày như thế nào. Và rồi sau 9 tháng 10 ngày đó, đứa con được ra đời, được sinh ra và được lớn lên. Rồi một ngày đó chúng ta thấy khi đứa con đã đủ 9 tháng 10 ngày rồi thì cha mẹ hay là chính người mẹ đó vào nhà thương và sinh ra con của mình. Và người con ra đời đó chính là con của người mẹ. Chính vì vậy mà cái đứa con đó dù có bị tật nguyền, có bị khuyết tật thế nào đi chăng nữa thì người mẹ luôn luôn dành tình yêu đặc biệt cho đứa con của mình. Chúng ta thấy đây là một cái tình yêu mà có lẽ chỉ có những người phụ nữ mới cảm nghiệm được thế nào là tình yêu con của mình. Bà Bukhana có một đứa con tên là Christian. Trước khi mà đứa con sinh ra thì bác sĩ nói rằng thì đứa bé này sẽ bị dị tật, sẽ bị mù mắt và không phải là đứa bé bình thường, cho nên bác sĩ bảo rằng phá thai.
Thế nhưng mà bà này nhất định dù biết chắc 100% là con mình sinh ra sẽ bị tật nguyền, nhưng mà bà mẹ Bukhana này nhất định sẽ sinh đứa con. Và khi sinh ra đứa con thì đúng là đứa con bị mù cả hai mắt. Và nếu mà chúng ta tiếp tục theo dõi cái người mẹ này thì bà ta nói với tất cả mọi người là không có một cái gì trên đời này tôi yêu bằng đứa con của tôi, bởi vì nó là đứa con đẹp nhất trong trái tim của tôi. Cho nên thưa tất cả anh chị em, nếu giả như chúng ta có bị tật nguyền đi chăng nữa thì người mẹ sinh ra vẫn là một cái niềm hạnh phúc mà chỉ có người mẹ mới cảm nghiệm được. Thứ hai, cái ân đức thứ hai là cúc nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc con của mình. Chúng ta thấy 3 năm bú mớm, tức là cái thời gian ban đầu người mẹ phải vất vả không ăn không ngủ, lo cho con ngủ, lo cho con bú, rồi thức đêm, có khi cả đêm để lo lắng cho đứa con của mình. Chính vì thế mà người con khi đã lớn lên là do cái tình yêu thương và bàn tay nâng niu của mẹ nó. Không có đất, không có trời, không có mẹ thì chắc chắn sẽ không có con. Ân đức thứ ba của người mẹ đó là súc, cho bú mớm, lo sữa, cháo, chuẩn bị quần áo cho con. Và người mẹ chỉ muốn luôn luôn rằng được mãi mãi có đứa con nhỏ, và đứa con nhỏ cũng mong muốn ở bên mẹ mình với trạng thái nhỏ bé đơn sơ để mẹ yêu thương. Đây là một cái hình ảnh tôi thấy rất là cảm động. Đứa bé không còn mẹ và nó đã phải vẽ bức hình trên đất người mẹ, và nó nằm ở trong cái bức hình đó bởi vì nó rất thèm được mẹ âu yếm và ấp ủ thương yêu trong vòng tay. Thưa các bạn, hầu hết tất cả các bạn trẻ ở đây, chúng ta vẫn còn cha còn mẹ, đó là một cái niềm hạnh phúc, và chúng ta phải cảm ơn trời, cảm ơn Chúa cho chúng ta còn được một cái niềm vui đó, một cái niềm hạnh phúc đó. Điểm thứ 4, ân đức thứ 4 ở đây đó là dạy dỗ con từng bước đi, nói cười vân vân, rồi dắt con tới trường. Như các bạn thấy còn nhỏ, nhiều khi cha mẹ không an tâm để cho con đi, mỗi ngày phải chở con tới trường hoặc là bằng xe hoặc là dẫn tay. Rồi khi con lớn lên thì bàn tay mẹ đã kéo con ra khỏi những cái đam mê tiền bạc danh giá hay là những cái đam mê sắc dục để cho con của mình được tốt. Rồi chia sẻ với con khi nó vui cũng như lúc nó buồn đó. Cho nên cái tình của người mẹ luôn luôn tất cả chỉ vì con. Và cái ân đức thứ 5 của người mẹ, thưa các bạn, đó là vũ, âu yếm, nâng niu, ấm bế, đưa con vào đời một cách trìu mến. Và ân đức thứ 6 ở đây đó là sự chăm nom, thương nhớ, luôn luôn ở gần con. Có một em bé kia vào xưng tội với cha. Thưa cha, con xưng tội được 1 tháng rồi. Con có bỏ lễ chủ nhật 100 lần, đánh nhau 100 lần, chửi thề 100 lần và bỏ học 100 lần. Thế ông cha mới hỏi rằng tại sao con xưng tội có 1 tháng mà con bỏ lễ tới 100 lần, nghĩa là thế nào? Thế em bé trả lời như thế này: thưa cha, mẹ con nói phải xưng nhiều nhiều cho nó chắc ăn. Nếu mà mẹ nói thì cũng phải nghe thôi, nhưng mà tôi đoán là em bé này chỉ chữa vậy thôi chứ chưa chắc có phải mẹ nói như vậy không. Và cái niềm vui và hạnh phúc nhất của bà mẹ đó là hàng ngày được ở bên con, tức là sống và ở gần con, đó là cái niềm vui. Cho nên con có đi đường xa cách, cha mẹ bóng theo hình và ngày đêm không nghỉ ngơi, sớm tối luôn luôn gần kề con. Và cái ân đức thứ 7 đó là phúc, quên mình để bảo vệ cho con, che chở cho con.
người mẹ và em bé Mackenzie Blatt, chúng ta thấy cũng là một câu chuyện giống như câu chuyện lúc trước. Chỉ còn 2 tháng nữa thì cái em bé chúng ta thấy đeo đội cái mũ xanh đó, em ta được 2 tuổi rưỡi. Một hôm đang đi chơi cùng với gia đình ở một thành phố trong cái tiểu bang Texas ở bên Mỹ, thì một con chó rất là khủng khiếp, chúng thấy con chó sói đó, chạy đến và cắn cái đứa bé này. Và ngay lúc đó thì bà mẹ đã chạy tới, và không phải là đánh nó, nhưng mà bà đã đút tay của mình vào miệng con chó sói để nó cắn tay mình thay vì cắn đứa trẻ. Mặc dù vậy, chúng ta thấy em bé này cũng bị chảy chật xương chân và bị chảy chật nhưng không chết, bởi vì người mẹ đã mau tay cứu đứa con của mình. Và chúng ta thấy khi mà chúng ta đau khổ thì người mẹ là người đầu tiên dỗ dành chúng ta. Nó có nhiều lúc chúng ta thấy chúng ta tỏ cái thái độ cứng đầu, khó vâng lời cha mẹ, thì cái người buồn hơn cả đó là người mẹ. Và cái ân đức thứ 8 ở đây, thưa các bạn, đó là uốn nắn, dạy dỗ, hướng dẫn con lên, vươn lên với đời. Trong một cuốn sách gọi là A Mother's Real Love, cuốn sách này người Việt Nam chúng ta dịch đó là Yêu Thương Và Tàn Nhẫn. Trong cuốn sách này có tới 500 trang, và chúng ta thấy cái chủ đề của cuốn sách rất là rõ, hai cách giáo dục con của hai loại người mẹ khác nhau. Một người mẹ thì giáo dục bằng cái sự yêu thương không đúng, và một người mẹ nữa thì giáo dục theo cái cách tàn nhẫn, không phải là tàn nhẫn đánh đập, nhưng mà bắt con trưởng thành theo cái khả năng của nó. Và người mẹ dạy con như thế nào mới gọi là giáo dục? Thế thì cái người Do Thái, người ta giáo dục con theo cái kiểu là tàn nhẫn, tức là giúp cho con của mình trưởng thành, nhất là tự lập. Và không phải là người Do Thái, nhưng mà những người Âu Châu hầu hết là như vậy. Có một hôm tôi đang đi lễ tại một nhà thờ Mỹ kia, tôi thấy có 2 anh chị bế một đứa trẻ khoảng chừng độ 3 hay 4 tuổi thôi. Khi bế tới cái bậc thang của nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó cao, người ta làm những cái bậc thang, bậc thang xây lên cao như vậy. Thì tới bậc thang rồi thì tôi quan sát xem như thế nào. Người mẹ thả đứa bé đó xuống dưới chân cái bậc thang cuối cùng. Thế là 2 vợ chồng leo lên tuốt ở trên kia. Rồi bà đứng bà vẫy tay, con lên lên. Thì chúng ta biết đứa bé 3-4 tuổi thì nó rất là khó khăn để bước những cái bậc thang cao như vậy. Thế mà đứa bé cứ từ từ bò từng bước một, bò được tới cái bậc thang thứ 2 thôi, thường người mẹ từ trên đi xuống và ôm đứa bé lên. Chúng ta thấy người ta giáo dục con bằng cách đó. Rồi trong các cái bữa ăn ở nhà hàng, dọn cho đứa con tùy theo tuổi nó mỗi đứa một phần ăn, và nó muốn ăn bốc, ăn dĩa hay là ăn cái gì tùy nó, ăn nó chòe chọẹt vào mặt, nhưng mà bà mẹ cứ để nguyên, không có đánh, không có chửi. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì không như vậy được. Ăn không ra cái gì là phải đánh, rồi phải chỉ cho nó, phải cầm muỗng, cầm đũa làm sao. Nhưng mà người ngoại quốc, người ta giáo dục, chúng ta gọi là giáo dục theo kiểu tàn nhẫn, nghĩa là để cho nó phải tự lực, nó phải làm lấy, chứ không có làm dùm. Còn người Việt Nam chúng ta thì dạy con theo cái kiểu bao che, luôn luôn làm thay thế cho con. Đó, các bạn thấy có nhiều những bạn trẻ ở đây, tôi nói chống không phải là các bạn ở đây, có nhiều những bạn trẻ 16, 17 tuổi không biết giặt cái áo, cái quần. Điều này không biết các bà mẹ có thấy đúng như vậy không? Bởi vì từ bé mẹ đã dạy giặt hết cho con rồi. Nó đi về, nó thay đồ, nó vất tùm lum vào đấy. Rồi mẹ đi làm để vất vả, nhặt từng cái áo, từng cái quần, rồi từng đôi dép xếp lại, giặt giũ bỏ vào đấy. Tại vì thương nó, mình làm thay cho nó hết, cho nên nó lớn, nó cũng chưa biết làm cái gì hết. Đây là cách giáo dục của người Việt Nam chúng ta. Và chúng ta gọi đây là cách giáo dục thiếu cái sự trưởng thành. Đó, tôi nói như vậy không có sai. Có nhiều bạn trẻ bây giờ đố biết thổi cái nồi cơm là không biết thổi cơm. Rồi chắc cùng lắm chỉ biết luộc trứng hay là luộc rau muống thôi, chứ không biết làm gì hơn. Các bạn có biết luộc rau muống chưa? Chắc có biết luộc chưa? Tại vì mẹ làm hết rồi.
Đó, chúng ta thấy cái giáo dục Việt Nam chúng ta như vậy. Và cái ân đức cuối cùng đó là ân đức thứ 9, tận tình lo cho con trưởng thành. Chúng ta thấy bàn tay mẹ dạy con những bước chân vào đời đầu tiên. Đó, chạy giống như một đứa trẻ chạy xe, tập xe thì nó cũng được chính bàn tay của mẹ nó dẫn dắt như vậy. Và chính bàn tay của mẹ cho con đầy ắp tiếng cười tuổi thơ. Trong một cái cuộc chiến tranh vùng vịnh của năm 1898 tại vịnh Manila, đây là một câu chuyện có thật. Trong khi tất cả mọi binh lính đang là đánh nhau như vậy, thì tự nhiên có một anh lính nhảy xuống dưới nước và lấy cái áo, bởi vì anh ta đang rớt cái áo như vậy. Thế thì các bạn, đố các bạn biết là tại sao anh ta phải nhảy xuống dưới ta lấy cái áo? Ai biết? Ai biết tại sao phải nhảy xuống dưới lấy cái áo? Anh ấy nói gần đúng, tôi vẫn chưa trao phần thưởng được. Anh ấy nói là cái áo đó bởi vì mẹ may, cho nên muốn giữ lại kỷ niệm, thì cũng có thể đúng nghĩa, nhưng mà chưa đúng cái chuyện sự thật của nó là anh này tại sao anh ta phải nhảy xuống lưới lấy cái áo. Mà trong khi đang đánh nhau như vậy, bị cái tội là bỏ đào ngũ, bị cái tội bị tù chung thân dễ như thường. Tại sao? Rồi, bạn này coi. Tại sao? Dạ thưa cha, là tại vì ở trong cái áo có cái túi và trong cái túi đó có tấm ảnh của người mẹ. Chúng ta cho bạn này một tràng pháo tay. Rồi một lát nữa các bạn đến để tôi chào một cái người thánh giá tiếp. Và đúng như vậy, khi mà cuộc chiến tới hồi kết thúc thì anh bị kết tội tù chung thân. Thế rồi người quan tòa lúc bây giờ mới hỏi anh ta, tại sao mà anh đang đánh nhau vậy, anh nhảy dưới làm cái gì? Và anh ta lúc bây giờ bị quan tòa phán như thế này là: một người đã dám liều mạng để bảo vệ tấm hình của người mẹ mình thì cũng sẽ can đảm để bảo vệ quê hương. Chỉ vì có tấm hình của mẹ mà anh ta phải nhảy xuống dưới, cầm cái áo mang lên sợ tấm hình nó bị hư. Cho nên đấy là một trong những cái thái độ chúng ta thấy tôn kính người mẹ của mình. Và bàn tay mẹ, bàn tay con, chúng ta thấy đây là hai bàn tay thân thiết nhất. Thưa các bạn, người ta thường nói là con tim ấy, khi mà ở cách xa nhau ấy, thì người ta dễ tức giận, dễ chửi nhau, dễ la mắng lắm. Nhưng mà nếu hai trái tim gần nhau thì người ta nói nhỏ nhẹ yêu thương. Chính vì thế mà người mẹ khi bế con toàn bế ở bên trái để trái tim của đứa trẻ đó sát với cái trái tim của người mẹ mình. Cho nên các bạn thấy nếu mà các bạn ở xa nhau thì cái tình yêu nó sẽ từ từ nó mất đi. Bởi vậy tim càng gần thì người ta càng yêu thương nhau. Thank you.
cạnh con vào đời. Thưa các bạn, bàn tay mẹ nhăn nheo vì lo lắng cho con từng miếng cơm manh áo. Trong khi đó thì bàn tay của con chỉ biết bấm lia lịa trên bàn phím chơi game. Chúng ta thấy đây là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Cho nên chúng ta hãy nhớ về công ơn của người mẹ. Thuở bé tí con nằm bên mẹ, đầu rúc vào lòng con ấm lắm mẹ ơi. Con thương mẹ đêm ngày tần tảo, thức đêm dài mẹ may áo cho con. Gió đồng nội trưa hè nắng, mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình. Mưa đêm lạnh mẹ ngồi lo lắng, lo cho con yên giấc cơn đau. Tất cả các bạn, chúng ta nghe lại bài hát này trực tiếp bởi ca sĩ hát. Này bầu trời rộng lớn ơi, có người trong tiếng em gọi. Mẹ giờ này ở chốn chốn xa, mong ước con yên bình.
buồn răng mắc, vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn, thương về bóng mẹ cô đơn. Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn. Có rất nhiều người khi nói tới tình mẹ thường là người ta khóc hơn là nói tới tình cha. Ít khi chúng ta cảm thấy sâu đậm trong tình yêu của người cha, nhưng mà người mẹ thì quả là làm cho con tim của nhiều người không thể ngăn cản nổi nước mắt khi nói về người mẹ của mình. Và thưa tất cả các bạn, chúng ta thấy có nhiều người ngày hôm nay còn mẹ nhưng mà đã làm cho người mẹ mình phải khóc. Cho nên đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con. Một bông hồng trao tặng cho những ai còn mẹ. Người ta tặng nhau bông hồng để chỉ rằng người đó may mắn còn mẹ. Nhưng mà một bông hồng trắng sẽ cho những ai thiếu may mắn, không còn mẹ của mình nữa. Điều này là cái điều chắc chắn mỗi người chúng ta, dù sớm dù muộn, chúng ta sẽ mất người mẹ trần gian này. Và để bù vào đó, chúng ta sẽ có người mẹ khác. Chúng ta nói tháng 5 đó là tháng hoa, tháng của Đức Mẹ. Bởi vì chúng ta là những người mà được chính Chúa Giêsu chối Đức Mẹ lại cho chúng ta. Dù ai còn người mẹ trần gian hay không đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn có mẹ Maria, người mẹ mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Và Ngài, chính mẹ Maria sẽ săn sóc cho mỗi người chúng ta. Và tất cả chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của Đức Mẹ như Chúa Giêsu. Thưa các bạn, những người bạn tin lành, người ta cảm thấy cô đơn, buồn nản vì không có mẹ. Mặc dù những người tin lành, rất nhiều người sùng kính và tôn kính Đức Mẹ một cách rất đặc biệt, nhưng mà người ta không có Đức Mẹ ở cùng họ, bởi vì trong nhà thờ tin lành không có tượng, không có ảnh, và cây thập giá người ta đặt ở giữa. Còn đối với chúng ta thì không phải là cây thập giá, chúng ta không thờ cây thập giá, nhưng mà chúng ta thờ cây thánh giá, bởi vì ở trên đó có Chúa Giêsu nằm ở trên đó. Cho nên chúng ta thờ lạy cây thánh giá Chúa, và có Đức Mẹ là người mẹ của chúng ta tỏ lòng tôn kính. Có nhiều người tin lành, thưa các bạn, họ nói là người Công giáo thờ Đức Mẹ. Chúng ta thấy đây là sai. Chúng ta không thờ Đức Mẹ, không thờ một vị thánh nào hết, chỉ thờ có một mình Thiên Chúa thôi. Nhưng mà Đức Mẹ là người mà được Chúa chọn làm mẹ của mình. Chúng ta tôn kính và yêu mến Đức Mẹ, cho nên chúng ta không thờ Đức Mẹ. Những người tin lành, người ta bêu xấu chúng ta, và người ta chính vì đó, người ta đạo Công giáo đó là một đạo thờ ngẫu tượng. Chúng ta thấy đó là sự sai lầm. Bởi vì tại sao? Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đi trên cái con đường là qua Đức Mẹ. Thế thì chúng ta cũng đi theo con đường của Chúa Giêsu thì đâu có phải là cái gì xấu đâu. Chúng ta mở Tin Mừng Phúc Âm Gioan đoạn 2 câu 1, chúng ta thấy tiệc cưới Cana. Ở đây tại sao tôi nói đến tiệc cưới này? Bởi vì trong tiệc cưới này, Thiên Chúa đã làm phép lạ đầu tiên, chính là do cái sự quan tâm của Đức Mẹ. Đức Mẹ nhìn thấy thiếu rượu và Đức Mẹ thưa Chúa Giêsu rằng họ đã hết rượu rồi. Cho nên chính vì lời của Đức Mẹ cho nên Chúa đã làm phép lạ. Và Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá, Ngài đã chối lại hai cái lời quan trọng: này là mẹ con và này là con mẹ. Thưa các bạn, không biết các bạn đã có dịp nào đến thăm tượng Đức Mẹ Măng Đen. Chúng ta thấy đây là tượng Đức Mẹ Cụt Tay thuộc giáo phận Kon Tum và được tìm vào năm 1980 sau những cái năm chiến tranh. Và người ta đã sửa lại bức tượng này rất nhiều lần, nhưng mà đặc biệt là không làm thêm hai tay. Tại sao thì các bạn biết?
cái tình trạng cụt tay và sự xấu xí của pho tượng mang đen đó có khả năng biểu hiện sự hiệp thông, hiệp nhất sâu sắc giữa Đức Mẹ và con cái của mình. Cho nên chúng ta thấy mặc dầu là bức tượng, chúng ta gọi là bức tượng cụt tay, nhưng mà tại đây Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ, đã giúp cho bao nhiêu người. Và những người tới đây đi viếng Đức Mẹ mang đen đều đã được Đức Mẹ ban cho ơn trong tâm hồn, ơn ở ngoài thể xác. Cho nên mặc dù bên ngoài một bức tượng không có tay, nhưng mà trái tim của Mẹ thay thế vào cái bàn tay cụt đó. Bởi vậy thưa chị em, bàn tay của Mẹ Maria luôn luôn xoa dịu mọi nỗi đau khổ và chúc lành cho con cái của chúng ta nơi trần gian này. Và chúng ta thấy cuộc đời của mình có quá nhiều những vất vả lầm than. Không một người nào, kể cả các bạn trẻ, nói rằng thì là tôi hạnh phúc, không có đau khổ bao giờ, không có bị những cái thất tình, không có bị bạn bè bỏ rơi, không bị thiếu thốn. Ai cũng cảm thấy mình quá nhiều những đau khổ. Mà những người mẹ trần gian, các bạn biết là không thể nào có thể xoa dịu những cái sự đau khổ đó. Chúng ta thiếu tiền thì người mẹ có thể cho chúng ta tiền, nhưng mà thiếu tình yêu, thiếu những cái phương tiện tinh thần thì chắc chắn người mẹ trần gian cũng đều phải bó tay. Nhất là khi chúng ta lầm lỗi, các bạn thấy những lần mà chúng ta phạm nhiều lỗi lầm, chúng ta cảm thấy ngã thua bởi vì bị ma quỷ tấn công chúng ta nhiều đường, nhiều lối, nhiều ngõ ngách, nhiều cách, và làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy rằng ngã thua ma quỷ. Thế thì những lúc mà chúng ta cảm thấy yếu đuối như thế này, thưa các bạn, chúng ta cầu xin Đức Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ đến cứu giúp chúng ta và kéo chúng ta đứng lên, can đảm bước đi tiếp tục trên cái con đường hành trình mà chúng ta đang tiến bước. Chính vì vậy, thưa anh chị em, tháng 5 đó là tháng giáo hội dành riêng để cho chúng ta hướng lòng về người mẹ trên trời. Người mẹ dưới đất, chúng ta biết đó là một cái tình cảm tự nhiên mà ai cũng có. Nhưng mà rất nhiều người ngồi ở đây ngày hôm nay, chúng ta không còn người mẹ trần gian nữa, thì thay thế vào đó là chúng ta nhận Mẹ của Chúa Giêsu là Mẹ của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cầu xin Đức Mẹ cho chúng ta được ơn tin cậy mến. Đây là ba cái ơn cần thiết cho cuộc đời, cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và thưa các bạn trẻ, nếu chúng ta không có tình Đức Mẹ thì chúng ta sẽ sống chẳng khác gì như những người tin lành, những người bạn, mà những người mà chúng ta thấy họ chỉ sống theo hình thức mà không được Đức Mẹ giúp đỡ. Cho nên cái điều mà chúng ta hạnh phúc ở đây là chúng ta còn có Đức Mẹ, và Đức Mẹ sẽ đồng hành với chúng ta trên cái con đường mà chúng ta đang đi. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta cùng lắng đọng với những tâm tình qua ca khúc Thư của Mẹ và phần trình diễn của một ca sĩ khách mời rất đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem vị khách mời đặc biệt này là ai nhé. Con trai của Mẹ, Mẹ yêu thương con biết bao. Từ lúc chào đời cho đến hôm nay không hề thay đổi. Con trai của Mẹ, Mẹ tin con đã khôn lớn. Hãy sống cho Mẹ được thấy tự hào về con. Có thể một ngày nào đó con sẽ gặp nhiều gian khó trên con đường dài phía trước, vẫn đi những người từng yêu thương, chưa thêm những muộn phiền lo toan, nghĩ suy những điều mà đúng sai không nhận ra. Thế nhưng vẫn còn Mẹ tin con sẽ luôn vững vàng để vượt qua. Trái tim của Mẹ luôn
dõi theo bước chân của con. Một ngày nào đó con có cần gì khi những bước chân con đã mỏi mệt, hãy trở về bên mái nhà con mẹ và vòng tay của cha. Dù thời gian qua mọi thứ xóa nhòa hay tháng năm dài nhạt mai tên ca, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi. Chị Diệu Hiền, đây là lần thứ ba chị đến với lại giáo xứ Tân Hương. Vậy lần thứ nhất là vào chương trình Góp Một Bàn Tay, lần thứ hai là vào lễ hội sắc màu tình yêu Valentine, và đây là lần thứ ba với chủ đề Bàn Tay Mẹ. Vậy thì trong cả ba lần đó thì chị có những suy nghĩ và cảm xúc gì về các chương trình chuyên đề của giới trẻ giáo xứ Tân Hương không ạ? Lời đầu tiên con xin được gửi lời chào trân trọng đến cha cùng toàn thể cộng đoàn và các bạn ở đây. Đây là lần thứ ba thì thực sự là mỗi lần đến đây hát là mỗi cảm xúc khác nhau. Và chắc có thể đây là lần đầu tiên mà các bạn la to như thế. Rất nhiều tình cảm yêu mến cho chị Diệu Hiền đó. Dạ, cho nên là Diệu Hiền rất là xúc động và rất là cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị cũng như là của các bạn. Vâng, xin cảm ơn chị. Và chị Diệu Hiền biết không, tháng 5 này á, theo lịch phục vụ công giáo thì được gọi là tháng hoa, tháng kính nhớ Đức Mẹ. Vậy thì chị có thể chia sẻ cho em và quý vị khán giả ở đây được biết rằng những cái tâm tình của chị khi tháng hoa đang về? Thực ra thì con không giấu với quý cộng đoàn là con cũng lười đọc kinh lắm. Con cũng lười lần chuỗi lắm, nhưng mà tháng 5 là tháng hoa của Đức Mẹ, cho nên là chắc là Diệu Hiền cũng sẽ cố gắng dành ra một ngày đọc 10 kinh, một buổi tối đọc 10 kinh để dâng lên Đức Mẹ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Và trong không khí đầy ấm áp và tâm tình như thế này thì chắc hẳn một bài hát về Đức Mẹ đang rất được mong chờ đó. Dạ, chắc là một bài hát quen thuộc thì cái không khí của mình sẽ vui hơn. Hồi nãy thì Diệu Hiền cũng báo một bài khác, nhưng mà chắc là cho Diệu Hiền hát bài này mà chắc chắn là tất cả chúng ta cũng sẽ thuộc hết. Bài hát Xin Vâng của cha Mi Trầm. Mời quý vị cùng nghe. Và xin các bạn dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa để chào đón chị Diệu Hiền với bài hát Xin Vâng. Mời các bạn giới trẻ chúng ta có thể lên đây hát chung với Diệu Hiền được không? Trời ơi, hồi nãy nhóm múa nhảy khí thế luôn mà. Em lên đây đi. Hey.
tôi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Tràn đầy đó xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua tương lai và xưa. Dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và cuộc đời. Cho dù đường trần gập ghềnh và thật nhiều hiểm nguy, nhưng con vẫn quyết tâm theo mẹ. Mẹ mẹ ơi xin dìu bước con đi bên mẹ trong cuộc đời mẹ nhé. Lẫn vũ công rất nhiều. Và Diệu Hiền xin cảm ơn các cô, các bác đang ngồi đây. Con cảm ơn cha cùng toàn thể các bạn đã rất là sốt sắng với bài hát Xin Vâng mà Diệu Hiền mới vừa gửi đến. Và kính chúc quý vị có một tháng hoa thật là ý nghĩa và tràn đầy hồng ân của Chúa và mẹ. Vâng, xin được cảm ơn chị Diệu Hiền và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình sau của Giới Trẻ Giáo Xứ Tân Hương. Và ngay sau đây, xin mời các bạn chúng ta cùng lắng động lại để đến với phần cao điểm của buổi chuyên đề cà phê chuyên đề ngày hôm nay, phần tĩnh nguyện. Isave, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.
mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng, mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ bên ngoài hay bên trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt. Mẹ biết không, những người mẹ trần thế của chúng con thật sự là hình ảnh đời thực của mẹ. Họ luôn luôn lên đường để ra khỏi chính mình. Họ lên đường dấn thân trong khó khăn và cực nhọc liên lụy, để chào đón sự ra đời của con cái sau 9 tháng 10 ngày. Họ lên đường kiên nhẫn và hy sinh để chăm sóc, nuôi nấng chúng con khôn lớn từng ngày. Họ lên đường đón nhận lo âu khi con cái bệnh tật. Họ lên đường liên lụy cầu nguyện, mong giữ lửa hạnh phúc gia đình. Họ lên đường dâng những đau khổ khi chúng con sai lầm, ương bướng. Vâng, mẹ ơi. Dù âm thầm hay rõ ràng, từ bên ngoài hay bên trong, con đường và lời mời gọi nào cũng đầy máu và nước mắt, nhưng sẽ nên hoa hồng khi được lên đường với tình yêu. Cho những người mẹ, đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận bao gian nan khốn khó, vì thiên chức làm mẹ cao cả biết bao. Và vì trên hết, chúng con có một gương mẫu tuyệt vời nâng đỡ là chính mẹ Maria. Làm sao ai so sánh anh.
trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Giờ đây, xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng dậy để dâng những lời nguyện sâu sắc nhất dành cho người mẹ của mình lên đến mẹ Maria. Lạy Chúa, chúng con kính dâng lên Ngài cha mẹ chúng con, xin cho chúng con biết sống hiếu thảo, trọn tình làm con khi cha mẹ còn sống, biết siêng năng cầu nguyện cho các ngài khi người đã qua đời. Lạy mẹ Maria, xin mẹ dạy chúng con biết làm vui lòng người mẹ trần thế, người đã thay mặt mẹ cưu mang và dạy dỗ chúng con ngay khi người còn ở với chúng con. Xin Chúa và mẹ soi sáng và để chúng con đừng bao giờ phải hối hận ăn năn vì những bận rộn cuộc sống, những lo toan cơm áo gạo tiền, những mãi mê thú vui cuộc sống tuổi trẻ mà quên đi sự hiện diện của người mẹ mình trên cuộc đời này. Xin tiếp thêm can đảm và tình yêu cho chúng con để dám mạnh mẽ nói nên lời xin lỗi các ngài khi còn có thể, biết cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bằng chính sự trưởng thành, lòng nhân ái và đời sống đạo đức của mình. Xin Chúa thêm sức cho cha mẹ chúng con để dù lo toan gánh nặng cuộc sống, các ngài vẫn luôn có thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc, chia sẻ tâm tư tình cảm với chúng con. Chúng con thực sự cần điều đó cho hành trình thành nhân của mình. Còn đầy những lỗi lầm, thiếu sót, còn đầy những lúc chúng con khờ dại, nóng giận mà làm những hành động xuẩn ngốc khiến cha mẹ buồn phiền. Xin Chúa và mẹ luôn ở bên yên ủi cha mẹ chúng con trong những giờ phút ấy, để các ngài được thêm tình yêu và lòng quảng đại mà sẵn sàng cầu nguyện và kiên nhẫn chỉ dạy chúng con luôn luôn những gương mẫu mẹ Maria.
dìu dắt cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho cha mẹ chúng con được sống lâu trăm tuổi, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc sum vầy bên con cháu. Xin ban ơn tha thứ những lầm lỗi của bố mẹ chúng con khi họ đã qua đời, để họ được hạnh phúc muôn đời trên nước trời với người mai sau. Amen. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Giờ chúng ta cùng xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta trước khi chúng ta trở về. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Và cầu chúc tất cả anh chị em và các bạn trẻ trở về trong tình yêu Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria. Cầu chúc một mùa hoa và ngày Mater Dei hạnh phúc đầy tràn và luôn luôn mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.